Ho là một phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp loại bỏ các chất lạ hoặc kích thích từ đường hô hấp. Tuy nhiên, ho kéo dài có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm triệu chứng ho. Có một số loại thực phẩm và đồ uống mà bạn nên tránh để không làm tình trạng ho trở nên trầm trọng hơn. Những món ăn uống nên tránh khi bị ho. 1. Thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ. Các món chiên, rán chứa nhiều dầu mỡ có thể làm tăng chất nhờn trong cổ họng, khiến cơn ho trở nên dai dẳng và khó chịu hơn. Đồ ăn nhiều dầu mỡ cũng có thể gây khó tiêu, làm tăng áp lực lên hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Hay đồ ngọt và các sản phẩm chứa đường. Đường có thể kích thích sự sản sinh chất nhầy trong cổ họng, làm tình trạng ho thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, Đường cũng là nguồn năng lượng cho vi khuẩn và virus, làm kéo dài quá trình hồi phục. Hạn chế đồ ngọt như bánh kẹo, nước ngọt và các loại thực phẩm chứa nhiều đường khác. 3. Thực phẩm cay nóng. Mặc dù một số người tin rằng thức ăn cay có thể giúp làm sạch đường hô hấp, nhưng chúng cũng có thể gây kích thích niêm mạc cổ họng và làm cơn ho tồi tệ hơn. Các món ăn chứa ớt, tiêu hoặc gia vị cay nên được hạn chế khi bạn đang bị ho. 4 sữa và sản phẩm từ sữa. Một số người khi uống sữa hoặc ăn các sản phẩm từ sữa như phô mai, kem, có thể thấy cổ họng bị nhờn hơn và ho nặng hơn. Mặc dù sữa không trực tiếp gây ho, nhưng nó có thể làm tăng cảm giác nghẹn và khó chịu trong cổ họng. 5. Đồ uống lạnh, nước đá Đồ uống lạnh hoặc có đá có thể gây co thắt đường hô hấp và kích thích cơn ho. Hạn chế uống nước đá đồ uống lạnh trong thời gian bị hoa để tránh làm tình trạng nặng thêm. 6. Thực phẩm chứa cồn và caffeine. Rượu, bia, cà phê và các thức uống chứa caffeine có thể làm khô cổ họng, khiến cơn hoa thêm kéo dài và gây khó chịu. Chúng cũng có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó hồi phục hơn. 7. Thực phẩm chua, axit. Các loại thực phẩm chua như cam, chanh, dưa chua hoặc các món ăn chứa nhiều giấm có thể gây kích thích niêm mạc cổ họng và làm tăng cảm giác đau rát, khó chịu khi ho. Hãy tránh xa các loại thực phẩm này cho đến khi cơn ho giảm bớt. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.